Và mình xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến video tiếp theo của mình. Hôm qua mình có đọc một cái bình luận của một bạn bình luận trên video YouTube của mình. Bạn đó hỏi mình là hamster mà mình nuôi một con thôi, đặc biệt là các bạn mới bắt đầu nuôi hoặc là những bạn nào mà không có thời gian nhiều thì các bạn sẽ thường nuôi một con hamster trong một lòng thôi. Thì bạn đó hỏi mình là nuôi một con trong một cái lòng thì nó có bị sao hay là không, và nuôi trong một khoảng thời gian dài thì nó có bị stress hoặc là nó có bị bệnh gì dẫn đến việc là nó chết hay là không, hoặc là đơn giản là nó có buồn hay là không. Đó, thì câu hỏi này thì không phải riêng gì bạn đó hỏi mình đâu, cũng có một vài bạn khác hỏi mình trong thời gian qua rồi. Thì thực ra là trong môi trường tự nhiên nha các bạn, trong môi trường tự nhiên thì hamster nó chỉ thích sống một mình hoặc là nó chỉ thích sống theo cặp thôi nha các bạn, còn nó không có thích sống theo kiểu bầy đàn quá nhiều, vì khi mà nó sống theo một cái bầy lớn á thì nó sẽ dành với nhau về cái thức ăn nè, nước uống, chỗ ở cũng như là chỗ nó muốn làm tổ, thì cái việc đó nó sẽ không có thích. Vì thế là nó sẽ thích sống một mình nhiều hơn, hoặc là nó sẽ sống theo cặp, một con đực hoặc là một con cái. Và đặc biệt hơn là đối với con hamster đực các bạn, cái bản tính lãnh thổ rất là cao. Các bạn để ý thường là hai con hamster mà nó cắn nhau thường là hai con hamster đực, hoặc là những cái con chuột mà nó lớn tuổi một tí mà hai con đực các bạn để chung là cái tỷ lệ nó cắn nhau rất là cao luôn. Những con cái nó vẫn có bản tính lãnh thổ nhưng mà nó không có bằng con đực nha các bạn, nó sẽ ít hơn rất là nhiều. Và những con cái nó chỉ hung dữ khi nào mà nó sinh con thì nó sẽ hung dữ để mà nó bảo vệ cái tổ, cái chỗ đang nuôi con thôi. Còn thường con đực á thì nó bảo vệ cái chỗ mà lãnh thổ của nó rất là cao luôn. Vì thế là sơ hở là những cái con đực nó hay nó cắn nhau dữ lắm. Vì thế là cái việc mà các bạn nuôi hamster một con trong một chuồng trong một khoảng thời gian dài thì nó vẫn bình thường. Bằng chứng là mình nuôi rất là nhiều con hamster rồi. Con hamster bia của mình hiện tại mình đang nuôi á là nó cũng sống có một mình đó, trong một chuồng thôi. Tại vì cái con đó mà mình thả chung những cái con hamster bia khác thì nó sẽ cắn con khác đó, nó chỉ thích sống một mình thôi các bạn. Với lại mình cho nó sống một mình thì nó cũng quen rồi, nó không có thích cái con chuột nào khác vào cái chuồng của nó. Tại vì dưới một cái lớp mùng cưa hoặc là cái chỗ mà nó đi vệ sinh rồi đó thì sẽ có cái mùi nước tiểu của nó, và cái con chuột khác vào nó có cái mùi của con chuột khác nó lạ là nó sẽ cắn cái con chuột mới liền. Vì thế là mình cho nó sống một mình luôn. Nhưng mà bù lại á, là các bạn phải cho nó ăn đầy đủ, vệ sinh chuồng sạch sẽ, các bạn canh khoảng 2 ngày các bạn thay chuồng sạch sẽ nha. Và đồng thời các bạn có thể mua thêm những cái đồ cho nó gặm nhấm, tại vì chuột thì nó rất là thích cắn phá gặm nhấm các bạn, răng nó dài ra thường xuyên mà nó rất là thích gặm nhấm luôn. Vì thế là các bạn có thể mua thêm cành táo nè hoặc là đồ mài răng rồi đó cho nó gặm nhấm thêm. Ngoài ra các bạn có thể mua đồ chạy cho nó thoải mái, khi mà nó chạy nó tập thể dục thì nó sẽ giảm stress hơn và nó sẽ vui hơn. Ngoài ra các bạn có thể mua nhà rồi đó, các bạn có thể mua những cái nhà gỗ, mẫu nhà gỗ gỗ thông rồi đó cho nó cạp rồi nó rất là thích đó, hoặc là những cái tầng cao cao rồi đó nó leo trèo nó rất là thích luôn. Thì đó là những cái món đồ chơi mà hamster nó thích trong quá trình mà các bạn nuôi nhốt. Còn cái việc mà các bạn nuôi hamster mà một con thì nó vẫn bình thường các bạn, không sao hết nha, các bạn cứ yên tâm ha. Quan trọng là các bạn cho nó ăn đồ ăn đầy đủ là được rồi. Còn các bạn nuôi một thời gian dài rồi và các bạn thấy một con các bạn hơi buồn thì các bạn có thể mua thêm một con nữa. Nhưng mà các bạn lưu ý là ví dụ như các bạn đang nuôi một con đực thì các bạn nên mua thêm một con cái. Còn các bạn mua thêm một con đực nữa thì cái con chuột cũ mà các bạn đang nuôi một thời gian dài thì cái tuổi đã lớn rồi, thì có thể là để chung một con chuột đực mới nữa thì nó sẽ cắn nhau dẫn đến việc là một trong hai con nó bị thương. Và bị hamster mà nó bị thương các bạn không biết vệ sinh như thế nào thì nó sẽ rất là dễ dẫn đến việc là một con chuột nó sẽ chết. Vì thế là các bạn nên nuôi một con cái chung với một con đực ha. Còn các bạn sợ nó đẻ thì các bạn có thể là bắt cái con chuột đực của bạn đang nuôi, các bạn ra shop các bạn để chung với một con chuột đực khác, coi nó có chịu ở chung, nó có chịu làm quen với nhau không. Nếu như nó chịu thì các bạn bắt, còn không thì các bạn có thể lựa chọn những cái bé hamster khác cùng giới tính ha. Và đó là những cái chia sẻ của mình về cái việc là nuôi hamster một mình, một con thôi, một chuồng thôi, thì nó có bị buồn hay là nó có bị stress dẫn đến bệnh và nó có chết hay là không. Thì các bạn cứ yên tâm mà nuôi một con thì nó cũng bình thường nha các bạn, không có bị gì hết. Và hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được cho những bạn nào đang thắc mắc về cái nội dung này, các bạn có thể làm hiểu hơn, hiểu rõ hơn về những cái dòng hamster này ha. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hiện tại thì những bé hamster này mình đang bán, mình đang có màu trà sữa nè và màu sóc. Hiện tại mình đang có hai màu này ha. Các bạn cần mua hamster thì cứ liên hệ qua cái trang Facebook đó cũng cần cho mình nha.
các bạn đặt đồ và vật dụng mua đó thì các bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên trang đấtthucưng.com luôn. Hiện tại bên shop mình với những đơn đặt hàng trên trang web đấtthucưng.com, mình sẽ tặng cho các bạn thêm một bài thức ăn dặm với đơn từ 50.000, và đơn từ 100.000 mình sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn 5.000 tiền ship. Đơn từ 200.000 trở lên mình sẽ hỗ trợ 5.000 tiền ship cộng với tặng thêm cho các bạn một bài thức ăn dặm nữa nha. Đối với những đơn đặt hàng trên web thôi nha các bạn. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.